Ngày 23 tháng 8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Thanh Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1969, trú tại tổ dân phố Ba Nhất, thị trấn Tân Thanh để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản. Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 22 tháng 8, Công an huyện Thanh Liêm nhận được tin báo của bị hại trú tại tổ dân phố Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh về việc chiếc xe ô tô của người này bị hư hỏng nặng. Sau 12 giờ, Công an huyện Thanh Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Văn Lâm. Tại cơ quan công an, bước đầu đấu tranh, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, đối tượng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và làm rõ vụ án.